quay tiếp ngoài à, chứ cứ kể đi, đâu liên quan đâu. Trời ơi, rất là đầu tư luôn nha. Đi thi cho vui, đi thi chơi thôi mà làm tóc luôn nè, không chút xương xương ngồi y như là con mẹ bán cá ngoài chợ luôn. Quên bài hay sao? Đây là kiểu tóc sau khi đã hoàn thành đó không? Đừng có làm cái đó. Chiều nay cũng hấp như con điên mà cũng mất hết nếp tóc mà thôi à. Này. Đây. Chuẩn bị đi thi mà trời mưa cái này thấy mệt mệt nha. Đến chưa? Đến đăng ký xong được món quà, thôi đi về, lấy quà về mọi người. Nghỉ thi, bỏ cuộc. Hôm nay 7 người thi đơn đó mấy má. Trời ơi, hồi hộp quá à. Thôi tôi rớt rồi mọi người ơi, tôi rớt rồi. Mọi người thấy clip này được đăng thì có nghĩa là tôi đậu nha. Hồi hộp không biết trên này sao nè mọi người. Để lên coi nha. Sao rồi? Hết của tôi, địa ngục của tôi rồi.